Cà khịa người khác uống thuốc gì hết em? Dạ cái cà khịa là cái bản tính vui, không có uống thuốc gì hết. Vậy là bó tay rồi đúng không? Cái cà khịa là nó bớt cái thần kinh mà bị tăng động á cơ. Chứ bây giờ làm mai làm mối mà tăng trọng quá. Anh đây cái thuốc nào mà yếu sinh lý anh giới thiệu chị Vân luôn đi. À, nét ra riêng đó là phải giới thiệu cho ông. Mà cười quá, thôi cái đó là nói chuyện riêng nhanh lên nghe. Tặng cho anh cái sang thuốc bổ. Trời ơi, mới gì đây mới vô tặng rồi. Dạ. Thuốc bổ hả? Dạ bổ thận á anh. Uống bổ gì? Dạ bổ thận trắng dương, tăng cường sức lực. Bổ thận trắng dương. Mới lên làm cho thận tôi yếu lắm mà. Rồi cảm ơn em. Rồi xin mời nhà gái. Để đây nè. Bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn ha. Xin kính chào anh Quyền Linh, ban tổ chức, chị Hồng Vân và các quý khán giả, anh chị với chào bạn gái của mình. Em tên là Tôn Đức, sinh năm 80. Em làm ở Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Em thì hồi đó giờ học ngành y, đi làm ngành y không à. Làm ba tiệm thuốc bắc á. Em có hai bằng, bên bằng y sĩ đa khoa với y sĩ cổ truyền. Giỏi quá nhờ. Rồi em đi làm công tiệm thuốc bắc không à. Làm lâu năm rồi. Còn em nè, mình giới thiệu về mình nào. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên kia. Và chào tất cả quý vị khán giả có trong phòng quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Giang Thị Thoa, được 20 tuổi, cách đây 18 năm ạ. 20 tuổi, 18 năm. Và em sống và làm việc ở Tây Ninh, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ, em làm giáo viên cấp 2 ạ. À, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy môn thể dục. Ồ, trời em ơi, ở Tây Ninh luôn hả? Lành dạ. Luôn. Hỏi đi, hỏi Tây Ninh chỗ nào, hỏi đi. Dạ, em ở Tây Ninh, cho mình hỏi em ở xã nào, huyện nào hả em? Dạ, em ở thành phố ạ. Thành phố Tây Ninh ạ. Gần không? Gần gần. Anh ở đâu vậy anh? Mình ở trên xã Thái Bình đó em. À xã Thái Bình em biết ở đó. Cô giáo nói luôn về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, em có tính tự lập cao, em thích gọn gàng ngăn nắp, em có thể làm được rất nhiều công việc. Điểm yếu của em là ngại tiếp xúc với người lạ đông như vậy, em hơi bị khớp, hơi mất ướt. Đó là điểm yếu của em. Bạn trai ơi, có cái thuốc nào mà chữa bệnh nhút nhát được không vợ? Cái đó mình uống mấy thuốc bổ tâm á, bổ tim á. À đúng rồi, cà khịa người khác uống thuốc gì hết em? Dạ cái cà khịa là cái bản tính vui, không có uống thuốc gì hết. Vậy là bó tay rồi đúng không? Cái thuốc gì là mà nó bớt cái thần kinh mà bị tăng động á cơ. Chứ bây giờ làm mai làm mối mà tăng trọng quá. Mình bị tăng động quá, nói nhiều gì tùm lum á thì cũng uống mấy cái thuốc bổ tâm. Đừng cho uống tráng dương nữa. Đã để uống cái bài thuốc đó trị về tim mạch thần kinh á cho nó điều chỉnh. Tặng đi tặng thuốc đi. Tặng tặng đây quá. Thì uống mấy cái thuốc nói chung là rối loạn. Tặng cho ủa thôi, em tặng chị đâu cũng dạ. Tặng cho cô Vân là thuốc khác. Cảm dạ thuốc đẹp. Này là thuốc bổ khí huyết phụ nữ cho đẹp phụ nữ. Đó phải như vậy. Mình cũng nói cho bạn thấy cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi để cho bạn cảm nhận. Dạ điểm mạnh của mình thì mình kinh doanh cũng được mà mình yếu, mình không có dám làm gì lớn hết, nhút nhát. Dù... Nhưng mà cái thuốc này là do em kinh doanh ở nhà hay như thế nào? Dạ cái này em không có kinh doanh ở nhà, em đi hốt ra, nhà em không có hốt thuốc, nhà em thì bán gia truyền. Còn thuốc thì em đi làm mướn ta, hồi đó giờ đi làm mướn. Tức em bán giùm cho người ta đúng không? Dạ. Tức là bán thuốc cho người ta. Em thì muốn có vợ, nó muốn chủ yếu là muốn lập gia đình, có con cái là mình có thể có mình mới mạnh dạn, mình dám làm cái này kia. Nếu vợ có ngành y giỏi nữa là mình cũng như hợp tác mình phát triển luôn. Điểm yếu là hơi nhút nhát với em. Vợ vợ anh Văn di tính nè, em không có bằng, em không giỏi, em không biết nữa. Không hỏi anh Văn hả? Dạ anh Văn di tính, hồi đó anh Văn thì em cũng học biết không? Dạ mà giờ sao em không biết vậy? Điểm mạnh của em là em không có bị người ta rủ rê và tệ nạn xã hội gì, em không có rủ, không có bị. Thí dụ người ta mướn em giết con chó thì em không bao giờ. Không bao giờ giết đúng không? Em là người cũng như em có đạo Phật, em tu, em mà đi lỡ đạp con ốc gì cái em cũng hao đau lòng. Em thì muốn nghiên cứu những cái thuốc tàn là chế cho thiệt hay. Em chế nhà thuốc hay lắm, sao mà em cải tiến là thuốc hay lắm. Okay, em có thuốc vừa trị bổ thận nè, bệnh mộng tinh trị không hết em trị được. Cô đang đi tìm người bạn gái hay đang đi giới thiệu thuốc vậy? Từ bây giờ tôi thấy giới thiệu thuốc không? Đau thần kinh tạ nhức mỏi luôn, với đổ mồ hôi tay chân luôn. Đây chị đang bị đau thần gai cuộc sống. Đau. Không chị, hai người lo chị phải cần men đi em. Rồi thôi gái tao bên đây. Em còn cái thuốc nào mà yếu sinh lý em giới thiệu chị Vân luôn đi. À, nét đó là phải giới thiệu cho ông. Mắc
cười quá à. Thôi cái đó là nói chuyện riêng với anh Linh nghe. Ngồi giới thiệu thì thuốc hoài. Rồi bây giờ á, bây giờ mình sẽ nói về vấn đề. Nếu vậy thì em đã có người yêu chưa? Em là chưa có người yêu cô ạ. Năm nay là mình nhiêu tuổi ta? Lớn tuổi lắm mà, 40, 41. Bạn bên đây 38 nè. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ. Còn em sao nè? Dạ, đó, có mối tình nào chưa? Em đã trải qua được 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm. Mà mối tình đó quen lâu không? Dạ em đang được 3 năm. Nhưng mà em nghe cái bạn trai bên đây tâm sự như vậy thì em có cảm nhận gì về cái người đàn ông ngồi bên kia rào? Em cảm nhận thì chắc bạn đó cũng nhút nhát giống em, cũng chân thật. Nói chung bên đây hiền, nó chưa có người yêu luôn á. Chưa có người yêu luôn. Hồi đó giờ em có nắm tay bạn gái không? Hồi đó em chưa có nắm tay. Em hồi đó năm đầu tiên em mới học, có cái cô đó cũng đẹp lắm. Cổ vô động làm quen với em, cổ xin số điện thoại gì tùm lum á. Cổ tên Nguyễn Thị Lụa, cổ tốt nghiệp rồi. Cổ nói toàn lại giỏi không à. Và cuối cùng em mất cái điện thoại, cái em không có liên lạc được. Trời ơi, mất số điện thoại, trời ơi. Cổ xin số chưa nắm tay con gái luôn. Chưa, tính định rủ cổ rủ đâu uống này kia, chưa có gì hết à. Nói chung mình có cảm giác chứ mà tại mình nhát quá, hoàn cảnh gia đình mình nói chung lận đận lắm. Thí dụ như có cô gái nó tự nhiên nó mời anh đi khách sạn, anh em dám đi không? Mình phải tìm hiểu người ta là mới đi. Chưa tự nhiên đi. Tìm hiểu là nhanh hay chậm? Nhanh. Tìm hiểu nhanh đó. Vậy được. Đúng cái thôi. Tìm mình hiểu nhanh là được. Dạ thôi. Mình không phải PD đâu anh. Tại người ta nói mình chắc giới tính nữ gì chứ mình không. Có ai nói em vậy không? Có, hồi đó có một số người ta hỏi mình phải PD không, sao mình không có vợ. Cái mình nói mình nam, mình thích phụ nữ lắm. Đúng rồi, người ta thích nữ. Ha. Dạ. Thì em thấy hai cô gái ngồi kia đẹp thì sao? Đẹp thì mình cũng ngắm nhìn người ta. Thái thích không? Thích chứ mình có quyền yêu bằng mắt, mình không có dám động người ta. Bây giờ em có dám nhìn hai cô gái đẹp kia không? Cũng nhìn. Có liếc phải không? Dạ, liếc. Thì là được, có liếc. Mình thích cái đẹp lắm, người nào đẹp mình cũng thích á. Có chàng trai đẹp thích không? Dạ không. Em ước ao một người con gái như thế nào nè? Thì cũng người đẹp, dễ nhìn, thương yêu gia đình, chung thủy. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Trời ơi, ngon luôn. Nữ muốn mở tiệm thuốc bắc, thuốc tây gì mình có thể đầu tư. Trời ơi, ngon luôn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Khá rồi hả, bộn hả? Trời ơi, dành không có khá lắm, đâu người ta, mình nghèo lắm. Khoảng mình không có nhiều gì đâu, cũng dùng nhà mình có khoảng 10 mấy cây, ví dụ 11 cây khoảng. Anh chồng có nhiều cây. Mà nói chung cuộc sống mình lại tiết kiệm dành dụm chứ không phải là mình. Mà nhà mình làm mặt tiền hay là trong hẻm nè? Nhà mình tại trong hẻm. Anh có nhà mặt tiền, qua nhà anh mở tiệm thuốc luôn, anh bao hết luôn. Miễn sao em bốc thuốc thôi được rồi. Dạ, em bốc được, đứng tiệm thuốc bắc được, thuốc bò, thuốc ớt. Em bốc được hết đúng không? Chế được, em chế được hết luôn. Bốc thuốc miễn phí luôn nha, được không? Cũng được mà, thuốc bắc nó mắc tiền, thuốc nam thì em không biết nhiều á. Em làm toàn là thuốc bắc không à. Chuyện là anh đi dân lo. Dạ, thuốc nam em không biết, em đâu cần lo nữa đâu. Không biết nhiều. Thuốc bắc thì em biết nhiều, em dùng thuốc bắc không à. Thì em tưởng tượng cái bạn bên đây có đẹp giống như em suy nghĩ không? Vừa phải cũng được rồi, em không quan trọng quá. Em quan trọng là sinh con đẻ cái là được rồi. Để nấu giỏi với thừa kế sự nghiệp thôi. À, để thừa kế sự nghiệp. Tài sản đẻ được thôi. Chứ nhà em đơn câu quá à, nữa, không có ai kế tài sản hết là tài sản nhiều nữa. Nhưng thì không mà, ai kế thừa hết à. Con em thừa hưởng cái gì của em? Dù thừa hưởng những cái bài thuốc bí truyền. Cái thuốc gì mà là bí truyền của gia đình em, trị cái bệnh gì? Dạ, giờ thuốc em là thuốc bao tử nè. Bao tử, xoang trị dạ. Rất nhiều người truyền cần bí luôn. Bí quyết cho anh dạ. Đi, anh làm miễn phí hết luôn. Với thuốc bổ thận á, bổ thận uống cho nó đen tóc chứ đừng. Người bệnh mộng tinh trị không được, em trị được. Em trị được bệnh mộng tinh. Sau đây chị phải lấy số điện thoại của em. Rất nhiều người cần cái bài thuốc của em nha em nha. Hỏi gia đình cái đi, rồi đúng xong rồi là mình mở rào nha, để đúng cho các bạn gặp nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ, em đi với hai đứa em họ, em với lại ship phó của em và tất cả các bạn ở trên cơ quan em ạ. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em chào anh rể. Đó, chịu rồi đó. Dài. Em thấy anh thì rất là hiền, chân thật. Với lại thời gian gặp nhau ở đây thì cũng rất là ngắn. Không thể tìm hiểu hay là hết một người được, nên em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội bấm nút để tìm hiểu và đi tới hôn nhân. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai em trai? Dạ, em tính đi em gái, sáng ba ở nhà nó coi ba, nó không đi được. Rồi, tại em đơn chiếc quá. Để anh lo cho. Đại diện đàn trai, chào đàn gái. Đàn trai tôi là ngon lành luôn, còn zin 100%. Không phải là con gái.
chưa chắc là anh. Mà tư tưởng thì mình thích, mình biết mình nam nữ chứ mình thích phụ nữ chứ mình đâu có thích nam đâu. Yêu phụ nữ lắm chứ, mà tại vì mình nhát. Em thì em hơi nhát vậy thôi, em thì em cũng men lắm chứ em cũng không phải thì mị đâu. Hai em gặp nhau hai em sẽ cảm nhận điều đó, nhưng mà anh đại diện đàn trai, anh có thể nói đàn trai xác nhận 100% là đàn ông. À, anh có nghề thuốc, cái này tôi cũng muốn học là để cứu nhân độ thế. Dạ. Có dạy cho anh không? Thuốc thì do tiền, không biết có tiền không. Thì tiền anh trả nè. Dạ. Thì cái nữa thì em truyền sao? Ờ. Thôi thì vậy là mai mốt có truyền cho em trước đi rồi hỏi tới con, chứ chưa truyền cho em thì sao truyền cho con được? Truyền cho vợ con, đúng rồi. Dạ. Bỏ thì mở rào. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Tặng quà nè, đứng lên tặng quà nhau nè. Đứng lên tặng nhận quà. Tặng cho mình hả? À, cảm ơn em nhiều, cảm ơn em thôi. Quà mình đâu? Quà mình đâu ai hả? Ở đây. Trời đất ơi. Nói chuyện quên. Tặng em thuốc bổ huyết, thuốc bao tử nè. Dạ, em cảm ơn anh hay à. Lắm nè. Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn xong nè, cải cách cũng hay lắm. Cảm dạ, cúm luôn, đi trúng mưa trúng nắng cũng không cảm cúm. Dạ, dạ. Hồi đó coi bắt mặt con có bệnh gì không? Dạ chứ không có đâu. Thằng em cảm ơn anh nhiều à. Dạ, dạ. Ủa sao bên đó em mở ra coi cô gái tặng em cái gì? Nói ý nghĩa của món quà coi làm sao, cái gì vợ? À, dây nịt. Hả? Dây nịt. Sao em lại tặng dây nịt vậy cưng? Thì ý nghĩa em khi em tặng sợi dây nịt cho anh ấy thì khi mà anh ấy đeo sợi dây nịt đó vô thì anh ấy sẽ tưởng tượng được đến với em luôn ở quanh người anh. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em thì tướng cũng đẹp. Thấy em cũng cảm ơn anh. Cô giáo là mình thích. Dạ, em cảm ơn anh. Gia đình mình có mấy anh em ha? Mình có người em à. Nói chung cuộc đời mình nó cũng lận đận lắm, tới giờ mới tính lập gia đình. Chứ dòng họ mà bên Mỹ mình gì cũng kia, mình lo lập gia đình kia đi. Chứ mình cứ đấu tranh làm hoài cũng vậy. Có vợ, có con là một mặt mình mới phát triển lên. Mình có niềm tin mình mới làm được việc lớn. Nè, anh có gì hỏi em không? Hỏi sáng em xuống đây bận gì? Em sáng đi xuống bận gì hả em? Dạ, em đi bằng ô tô ạ. Ô tô hả? Dạ. Em đi bận gì? Em đi bằng đi bằng xe xe đò, xe buýt thôi mà. Ngồi cái gian gì được không? Chúc em có cho anh Giang không? Nếu như anh không ngại. À, mình Giang luôn. Trời ơi, vậy được quá rồi. Ví dụ một tuần mình gặp em mấy lần à? Nói chung mình ở đó mình cũng gần nhau, thì mình chỉ làm công việc hành chính của nhà nước thôi thì từng bảy lần vẫn được. Thì lúc đó em dẫn em tại vì em rảnh buổi tối mà. Ăn lẩu, ăn gì cũng được mà, hả không? Ăn mấy cái quán lớn lớn, mấy quán là đồng đồng. Em cảm nhận thế nào về anh hả em? Em thấy anh hiền. Cũng nhút nhát tựa tựa giống như em thì nhát, nhưng mà khi mà em thấy mình tỉnh lại thì cũng được được. Để nhát hơn em. Dạ, nhát hơn em. Nhưng thấy anh cũng chân thật. Vậy chừng nào mình đến nhau được, em thích con trai hay con gái hả em? Nói chung thời gian thì cũng không giải quyết được tất cả. Khi mà mình làm quen nhau thì mình tìm hiểu được nhau, không cần phải thời gian 2-3 năm gì hết. Cả 2-3 tháng cũng được nếu như mà hiểu nhau. Em thích còn sinh con thì em dĩ nhiên là em cũng thích hai đứa rồi. Một trai một gái thì ai cũng thích như vậy, nhưng mà con nào cũng là con. Được không? Con nói được rồi. Cổ nói này. Còn em có được còn, không? Hứa dạ đi. Em mình được, em được á anh Linh. Sao không biết chịu. Được? Mà xin muốn xin nhiều em cũng chịu, 3-4 đứa cũng được. Tại vì em đi làm nhà nước thì chắc là không xin nhiều được rồi, chỉ 2 đứa thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy gì đẻ liền được không? Dạ chịu liền, em khoái có con lắm. À, thích con trai hay con gái? Dạ trai gái gì cũng được, em thích dài với con gái nữa cho nó đi Mỹ. Trời ơi, con lạnh con đi Mỹ luôn. Có con gái là dòng họ em sẽ cho đi Mỹ hết. À, tại vì gia đình bạn này ở bển hết gia rồi. Gia đình em dòng họ bên Mỹ không à? Mỹ nhiều lắm. Còn trai cho nó đi đâu? Con trai cho nó học bác sĩ. Rồi bây giờ là tiến tới cô gái. Được. Tiến tới, nắm tay cô gái coi, tiến tới. Hát bài nào tặng cô gái hát coi. Bài tỏ tình tiến coi. Tiến tới, nắm tay. Trời ơi, cô giáo thể dục phọt đẹp quá. Cô nắm tay gái lần nào đó. Bắt tay trước coi. Thì bắt tay, ta nắm tay chứ, bắt nắm hai tay vô. Rồi nhìn nhau đi. Hát bài tặng tay ảnh lạnh quá à, anh ơi. Chưa nắm tay con gái lần nào đó em. Anh lấy mình tỉnh lên hát đi. Mình hát ha. Mình hát ha. Mình xin hát bài Ai Cho Tôi Tình Yêu đi. Dạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi. Xong. Xong. Đứng với Nguyên, nắm tay với Nguyên. Trời, lâu lâu mới nắm được lần. Mấy chục năm mới nắm tay đó. 40 năm đó mới nắm tay con gái đó. Ừ. Em cảm nhận thế nào em? Cũng thích mà cũng hồi hộp. Thích hả? Dạ. Thích nhiều không? Thích nhiều. Thích nhiều không? Nhiều mà. Cái tay đó nắm thấy sao? Thấy tay em ấm áp. Ôm cái thôi. Dạ, ôm cái. Ôm chặt vô để Nguyên tội. Trời ôm để Nguyên. Chưa. Để Nguyên luôn. Để Nguyên đó. Đưa dựa đầu vô thế tôi chụp tấm hình. Dựa vô. Dựa im luôn nha. Để im nguyên. Để im nguyên luôn. Chụp cái hình coi. Trời ơi, nhắm mắt luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, không biết coi. Vô, vô, vô rồi. Để tay nút bấm đi em. Rồi, đếm luôn. 1, 2, 3. Rồi. Vô. Cặp này nôn lắm rồi. Rồi ôm luôn, được luôn rồi đó. Bắt đầu hẹn hò luôn rồi. Vậy em cho mình số điện thoại luôn ha. Dạ. Em tên là Nguyễn Văn 37. Năm nay em 30 tuổi. Hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An. Hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em thi công công trình là em làm gì vậy? Làm bơm bê tông cho người ta anh. À, 7, bơm bê tông 30 tuổi. Rồi mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Năm em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà Trang. Trang, Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên giới. Dạ, dạ gần Campuchia. Biên giới. Dạ. Ủa có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Biết nấu ăn. Bảy nấu món gì bảy? Dạ em biết nấu canh kho cá rồi anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ ưu điểm vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của bảy là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là em không nói không được. Là nhút nhát trước bạn gái đối diện. Nhút nhát trước bạn gái. Dạ. Nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ em có 2 mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ đều 2 mối tình thì được 5,5 hết anh. 5,5 đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao? Có giờ sợ được cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nó ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh đường bị yên tâm. Bên đó là bãi biết rồi. Em cái điểm yếu của mình là điểm dạ, gì? Điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo cho nên đôi khi em có những cái quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội. Dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không hợp. Đẹp. Dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn dễ thương tí, tròn tròn. Có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi chị. Em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai chỉ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Chà này cao rồi nha. Này hơi bộn à. Em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74. Thấy chưa? Nó cao hơn anh luôn đó em. Còn 7 sao? 7 muốn cái mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55,
là khuôn mặt dễ nhìn, bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được, khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. Bảy, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, em kể chị nghe. Dạ lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, gãi bông hồng trên trong đèn cầy á chị. Gãi bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ. Rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên thành thành trái tim. Rồi cuối cùng sao? Bạn gái xúc động không? Hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á. Với bên kia kêu cưới thì với em bên đây em đi đi làm nhiều, ở chương trình với người đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị. Còn không có thì cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đốt nến vậy dài. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó có thích vậy không? Được giữ lại chị. Dạ. Trời ơi, là ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng ngắt thôi. Đúng không? À, dạ. Bình thường ha. Dạ. Trai chịu rồi đó. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn không bảo vệ ai thôi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao con? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu thì làm quen đi rồi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Giờ cứ như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Oh. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu Út là... Anh thứ sáu. À có anh đi nữa. Năm, sáu, bảy. Út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ tám. Trời ơi, dâu thứ tám luôn hả? Dâu năm, sáu, bảy, tám luôn đó. Wow. Để sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy hả? Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi. Bắt đầu đi bãi. Đó, đàn gái dễ thương lắm á bãi. Dạ. Dạ. Em cũng có hòa thật. Dạ. Cảm ơn. Coi gì vậy bãi ơi? Bãi mở ra coi là cái gì? Là cái cà vạt ạ. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em không biết lắm. Chị cũng không biết tắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ, em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. Phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là... Dạ, cũng cười, được cười rồi. Cười lớn dạ. Lên Bảy, cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào xong rồi? Cảm nhận em thì em dễ thương. Cũng như mô hình lý tưởng của anh. Dạ. Anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu như thế nào ạ? Nói về tình yêu là phải biết chung thủy. Rối rồi phải không? Rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà. Còn gì nữa Bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn Bảy là chị biết Bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao?
À, cũng gần, tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều, về miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này, em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó, dạ. Thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90 luôn. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá à, thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã sao đâu á, thiệt luôn á. Bây giờ nè, phải bước tới nắm tay Trang, nói y chang vậy, hỏi coi Trang chịu không. Bước tới. Nói đi cho người ta tin, nắm tay, nhìn thẳng vô mắt nói vậy đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Hỏi Trang chịu không anh không? Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quê với em cũng nói chuyện tốt ạ. Dạ. Tại... rồi trở về ghế được rồi đó. Ráng nha bãi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm không biết cô kia bấm hay không. Rồi em bấm trước luôn nha. Bấm đi bãi, thích thì bãi bấm. Đúng rồi bãi ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Mình thích là mình bấm thôi. Rồi Trang sao nè? 1, 2, 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang không bấm mà để tôi khóc liền luôn á. Cưng bảy quá trời luôn. Chụp liền, cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa? Xin phép luôn, xin phép cho con Hùng cái... Dạ, cho con xin phép hôn Trang. Chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ hai em có mặt trên sân khấu rồi, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận từ giọng nói đầu tiên, mình đoán rồi mình tính toán coi sao mình nói cái gì ha. Rồi chút xíu mình sẽ gặp mặt nhau. Mời em trai. Thì đầu tiên em xin phép được chào MC Miền Linh cùng với MC Nhật Lan. Chào em. Và xin phép được chào anh gia đình nhà gái và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin được chào bạn gái bên kia. Em xin được phép tự giới thiệu, em tên là Bùi Văn Lý, tên thường gọi là Bùi Văn Phát. Em sinh năm 1987, hiện nay em đang làm việc và công tác ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Công tác về gì Lý? Em đang kinh doanh về lĩnh vực ăn uống, em đang có mở một cái lẩu cua đồng ở trung tâm thành phố Đồng Xoài. Ủa sao mà Bùi Văn Lý rồi Bùi Văn Phát là sao? Bùi Văn Lý là tên trong giấy chứng minh của em, nhưng mà bên ngoài thì tên thường gọi em là tên Phát. Tên Phát, rồi. Rồi mời nhà gái. Chủ cửa hàng lẩu cua đồng. Mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào chị người khán giả. Em tên là Lan. Nhà gái nói to lên cực. Dạ, em tên là Lan, em năm nay 36. Em là nhân viên thu ngân của phòng khám đa khoa. Mình làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở việc ở quận 3, phòng khám đa khoa, quận 3. Mình sống ở làm nha khoa nhà thu. Dạ, sống cùng với gia đình. Vậy hả? Ở quận mấy? Dạ, em ở quận 3. Em về lẩu cua đồng em thu ngân được không? Dạ, được. Được không? Cũng hợp lý đó ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Phát? Dạ em thì thật sự rất là hòa đồng trong công việc. Em đặc biệt là em không có những cái tệ nạn xã hội như là bài bạc, cá độ, và đặc biệt là cũng không hút thuốc. Cũng là thích chơi thể thao.
trước em cũng có chơi cầu lông một thời gian, rồi sau đó thì em chuyển qua chơi tennis. Tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay quên, và em có cái chút xíu hơi tự ái. Ví dụ như mình đang ngồi nói chuyện hay một cái câu chuyện gì đó mà bỗng nhiên có một cái người bạn hoặc là cái người đó đang tiếp xúc với mình mà có những cái thái độ gì đó không tốt, hay là những cái cuộc nói nhỏ hay là liên quan đến cái xấu đó, bắt đầu mình sẽ rất là tự ái, mình sẽ có những cái suy nghĩ nói bạn nó không quan tâm tới mình, hay bạn nó không tôn trọng mình, bạn nó này kia, đúng không? Không, cái đó cũng nên thay đổi đi. Đúng rồi, cái đó là phải thay đổi đó. Tùy nhiều khi bạn nó vì cái lý do nào đó bất ngờ họ quên quan tâm câu chuyện mình kể hồi tự mình nghe luôn á, tự ái thôi ha. Rồi nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh là em khá hòa đồng, em hay có tính hay nói xa, nghiêm túc trong công việc. Còn điểm yếu thì em nghĩ là em cũng có tính hay quên, với lại em thật sự là có điểm yếu đó không, là em hay mù đường. Mù đường hả? Đúng rồi, cái nào không biết đường là em toàn bắt Grab em đi không à. Đặc biệt là đi xa, em đi chơi hoặc là em tính hay nói xa là dù đi muốn đi đâu đó, cái nhắm là không biết đường là trước hôm đó là em đã phải bắt Grab đi, hoặc là hôm đó em bắt Grab đi luôn. Em không đi xe. Tức là mình muốn đi đâu đó xa xa là phải bắt Grab đi trước. Dạ. Trời ơi. Của hai em á là ai cũng quên hết trơn, lấy nhau làm chủ chắc lỗ quá. Có quên tính tiền lỗ thu ngân không? Mà hay quên là hơi mệt nha. Sao quên được, đúng không? Vậy thì cái này không nên đưa vào điểm yếu. Phải quên luôn tính tiền lỗ cua đó. Bữa nào anh với Ngọc Lan lên Bình Phước ăn lẩu cua nhớ quên tính tiền giùm anh cái nha. Là do thời kỳ đại dịch Covid-19 á, chắc cho em tiêm thuốc cho nên em... Mấy mũi? Dạ. Em tiêm mấy mũi? 4 mũi mà quên hả? Anh tiêm 6 mũi mà anh chưa quên nè. Ở đâu? Thuốc đâu ra mà tiêm dữ vậy? Hả? Thuốc đâu ra mà tiêm dữ tiêm vậy? Tiêm sớm, mũi thứ 6. Trời ơi. Trong đó có 2 mũi chết theo, ý à. Hai mũi heo tay xanh. Rồi, đường tình duyên của mình như thế nào? Nói chung em chỉ có, thứ nhất thì chỉ có sự thì là có một thôi. Thì em quen cũng trong chỗ làm. Rồi sau đó anh ấy ra ngoài đó, thì như anh có mối quan hệ khác. Thì em phát hiện thì thôi em xin tay. Rồi từ đó là sao thì giống cũng có gặp vài người, nhưng ý là chỉ dừng có thể tìm hiểu. Nhớ hả? Trời ơi. Người thứ ba. Người thứ ba nghe buồn quá hả? Nhưng thật ra đúng ra cũng có nhiều cái câu chuyện cũng thấy thương người thứ ba lắm. Đúng rồi. Nhiều khi người ta không có biết được, rồi tự nhiên người ta trở thành người thứ ba, rồi mọi người ghét người thứ ba. Thật ra người thứ ba cũng không có lỗi gì hết trơn á. Do người thứ nhất đang có người thứ hai lại chọn người thứ ba, vậy là lỗi đôi khi cũng thuộc về người thứ nhất nữa. Mình đôi khi đừng có trách người thứ ba nha. Lỗi rất nhiều ở người thứ nhất. Đúng rồi, người thứ nhất mới là lỗi hoàn toàn. Đừng đổ thừa người thứ ba. Người thứ nhất không gây ra thì người thứ ba làm sao ấy. Nhưng có người thứ nhất không mở lòng thì người thứ ba làm sao tới. Đúng rồi. Có đôi khi người thứ ba không mở họ cũng tự tới. Thì cái đó mình trách. Còn mình phải xem hoàn cảnh thế nào. Tội nghiệp người thứ ba, lâu lâu có người thứ tư nữa. Mà người thứ ba không hề biết. Đúng rồi, người thứ ba không hề biết gì hết. Có mấy ông hay lắm nha. Người thứ ba không hề biết gì, người thứ tư cũng không hề biết gì, người thứ năm không hề biết gì luôn. Tới lúc ông chết rồi đó mới lòi ra rồi. Con cái người thứ hai, thứ ba, thứ năm bu về, trời ơi, tao nói tan tác cái ma luôn. Vậy thì tội lỗi mình phải dồn cho người thứ nhất nha. Người thứ nhất mới là cái người tạo nên cái vụ cấm sừng cấm xiết rồi đó. Giờ mình bàn sâu về vấn đề người thứ ba không? Không, thôi khỏi đi. Cho nó qua vậy thôi, tội nghiệp người thứ ba lắm. Rồi, giờ đường tình duyên bên đó vậy đó. Có một mối tình thôi. Thay đổi chỗ làm, thay đổi môi trường, thay đổi người yêu luôn. Thế tội nghiệp không? Vậy tình duyên mình ra làm sao? Em thì cũng trải qua được hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng được hơn 2 năm. Thì do trong quá trình, nói chung là hai bên gia đình cũng có biết nhau, cũng có định xác định cái lớn với nhau. Nhưng bỗng nhiên một cái giai đoạn cuối thì em phát hiện là bạn đó có một cái có quan hệ khác. Người thứ ba đúng không? Dạ, tự nhiên nghe nói giai đoạn cuối thấy nguy hiểm quá. Em đã né cái người thứ ba rồi, anh đừng nhắc nữa. Không có anh tự nhiên nói vậy sao dính cái trường hợp đó. Dạ. Nhưng thật ra là em nói giai đoạn cuối em còn sợ hơn nữa. Tình yêu mà tự đưa vô giai đoạn cuối là hết cứu. Hết cứu luôn. Bác sĩ chê. Cho nên là em quyết định em dừng lại. Ừ. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng gần 3 năm.
nhưng do gia đình bạn đó ở nước ngoài cho nên là cái thời điểm đầu thì hai người quen nhau thì lúc đó chưa có định cư bên nước ngoài, rồi sau đó có định cư, gia đình bạn đó định cư bên nước ngoài rồi cũng vẫn còn tiếp tục quen, nhưng mà lúc sau thì gia đình bắt là phải đi sang bên đó, cho nên là gia đình em thì cũng không đồng ý để đi sang đó. Cho nên là rồi cũng hai người cũng ở xa nhau, cho nên là cũng dần dần xa cách, cho nên cũng dừng lại chứ không có tiếp tục. Thật ra đọc hồ sơ tình yêu của em, đường tình trường em cũng thấy rất là rắc rối. Liên quan cái vụ cấm sừng người thứ ba đó. Thôi, coi như chuyện nó qua đi, cũng đừng trách người thứ ba như vậy nói ha. Những trang sách cũ chúng ta nên khép lại. Khép lại, mở ra một lịch sử tình yêu mới. Đúng. Ngày hôm nay, không bao giờ có người thứ ba, thứ tư nào hết. Bây giờ ở cái trang sách mới này, chúng ta mong muốn cái người bạn gái mới như thế nào? Ừ. Thì em mong muốn là gái đó là rất là hiền. Hiền. Thứ hai là chung thủy. Thứ ba là không có biết cách cư xử giữa hai bên gia đình với nhau. Sao cho nó hòa thuận. Vậy thôi. Thì em cư xử sao là bên đó ta cư xử vậy thôi. Chuyện nó dễ lắm. Mình cho đi cái gì mình nhận lại. Đúng cái đó rồi. Đơn giản vậy thôi đúng không? Có gì em không thích không? Không thích phụ nữ không? Em không thích có người phụ nữ là hay càm ràm mà lăng nhăng. Không có được. Trời. Phụ nữ bản chất là càm ràm rồi. Chị nói cho em nghe đó là nghĩa vụ luôn đó. Phải càm ràm. Không có càm ràm họ không có vui đâu em ơi. Đúng. Kệ đó. Cứ để cho phụ nữ càm ràm đi. Riết em nghe, riết em vui luôn. Bữa nào không càm ràm em ăn cơm không có ngon. Giờ em muốn không khí gia đình lạnh tanh hơn. Trời, chúng tôi càm ràm đó là nghĩa vụ làm thấy cho chưa? Không khí gia đình nó tươi vui hơn, nó thấy thoải mái, nó nhiều tiếng nói hơn. Định nghĩa là gì? Phụ nữ là phải càm ràm. Thành ra thôi chịu đi em. Chuyện đó em có chợ vợ đi, em sẽ thấy tất cả người đàn ông trên thế giới này ai cũng đôi khi cũng không muốn càm ràm, nhưng mà không có càm ràm đôi khi không vui đó em. Về lấy vợ về càm ràm nó vui lắm. Thôi được rồi, để anh Quang coi nhà gái cho. Trời, con gái dễ thương. Có càm ràm không? Em hơi ít nói ạ. Ít nói. Nhưng mà ví dụ như lấy chồng về, ông đi về trễ rồi, ông này ông kia rồi, ông đem tiền về, ông không đóng tiền điện, tiền nước, ông lo cho con, có càm ràm không? Không, cái từng... Thì này đủ cái ví dụ rồi đó thôi. Không có càm ràm luôn á hả? Trời ơi, sao người này hay ta? Khác Cục Lan xa luôn á. Cục Lan không có quen mà nó còn càm ràm á. Đừng nói chi là quen. Dễ thương là người phụ nữ lạ nha. Đúng không? Không có quen tôi mà ngày nào cũng càm ràm tôi luôn á. Ngày nào cũng bị làm phiền. Đúng rồi, làm phiền suốt luôn. Một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào em gái? Em nghĩ anh Mạnh là người đó là người chính chắn. Biết gợi chuyện, tại vì thật sự bản thân em là hơi hướng nội, em hơi nhát. Hướng nội nhát. Dạ, anh mong người đó có hay gợi chuyện. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nghĩ mỗi người là bản thể độc đáo. Hợp nhau thôi đúng không? Dạ. Nãy giờ anh nói những cái tính chất của anh đang thấy có hợp nhiều không? Có vẻ hơi tự ái thì em cũng hơi ngại chút xíu. Nhưng em nghĩ là nếu mà mình biết cư xử khéo thì chắc là... Đúng rồi. Bữa nào nói chuyện mà anh đang nói cái tự nhiên em nhớ gì cái tự nhiên em lo bấm điện thoại đó. Là ông tự ái giận luôn á. Kiểu vậy đó ha. Dạ. Rồi. Em ghét nhất điều gì ở đàn ông? Thì như các con gái khác thôi, tứ đổ tường. Cái này không có là nãy giờ. Dạ. Không có gì luôn á. Dạ, với gia trưởng mà. Cái gia trưởng đó. Làm sếp đôi khi có gia trưởng nó hỏi lời. Có không? Gia trưởng không? Khó tánh không? Em kỹ tính thôi chứ không có khó. Trời, kỹ tính cỡ nào? Kỹ tính mới mệt, kỹ tính thì sao đâu. Ví dụ như làm một cái việc gì đó là phải... Ví dụ như mình dự kiến một cái việc đó trong khoảng thời gian đó, thay vì mình sẽ làm nhanh và làm tới nơi tới chốn trước cái thời gian dự kiến, chứ không phải là để nước tới chân mình mới chạy. Thì em không thích cái câu chuyện đó. Đó là người có kế hoạch khác. Cái này không phải là kỹ tính. Cái này là có kế hoạch, làm sớm nghỉ sớm, chứ không phải như mấy anh quay phim ông lề mề hút thuốc rồi nhắn tin người yêu vợ con quay hoài không xong, đúng không? Nó thí dụ vậy, chụp hình vậy kìa, anh hỏi nhắn tin xuống con nhắn tin hoài thôi, lề mề khác làm đánh nhanh rút gọn là được, chứ không phải là kỹ tính. Kỹ tính là mình xăm soi, trời ơi phải kỹ cái gì vô nhà không có một hộp cát. Đúng rồi, coi cái đó nhà là không có kỹ. Bụi, vũ cái mền cái chiếu không có cái gì hết trơn á, đó là kỹ tính. Có không? Dạ ít chút xíu thôi. Chút xíu thôi. Chứ mà khi mà về nhà mà nhà cửa bề bộn mùn mền thôi là kia thì nó bê bối quá là cũng không được. Thì đúng rồi. Thì mình thấy bê bối mình tự làm đi. Đúng không? Dạ. Để cho đừng có trách người khác vậy là được.
chứ mình về thấy vậy cái mình bắt đầu la người này la người kia làm tùm lum hết trơn. Nhưng mà mình không muốn bê bối, mà mình có bê bối không? Sáng dậy mình có xếp mệt không? Dạ có. À. Vậy thì không bao giờ bê bối. Không bao giờ mà có chuyện một mình. Thậm chí mình vậy mình xếp mệt của mình với lại con dạ, cái vợ con. Nếu mà được được chút mà rảnh xếp luôn mệt chiếu của người làm luôn. Đúng. Để đúng khỏi luôn. Để khỏi khó chịu dài cho nó khỏe. Tôi xuống mà tôi thấy người làm việc mà chưa quét nhà tôi quét luôn cho nó khỏi nói. Cái công mình nói mệt quá thôi cầm quét luôn cho tập thể dục luôn đó vậy đó. Để khỏi có nhức đầu. Cái đó là ý của tôi thôi nha. Rồi ý kiến của người thân như thế nào đây? Nhà chàng trai đi với ai? Hôm nay em đi với ông anh làm chung với em ở đồng xoài. Dạ em chào anh. Em chào anh Quyền Ninh và chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả trường quay. Em là Hiệu, em là làm chung với quán Lẩu Cua Đồng của em Phát ở ngay vòng xoay Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Thì hôm nay anh đến đây để chứng kiến cái cuộc gặp của các em lần đầu tiên. Thì anh thấy là cô gái bên này cũng rất là dễ thương, cũng chung cái gu. Tóm lại là anh thì lại thích những người nó đập đậm, nên là thành ra là anh đi nói cái thể xích của anh này em hiểu đúng không? Với hai là ủa sao anh đi chọn bạn gái cho em anh mà anh bảo là anh thích cái gu này cây vậy cây giấy. Bạn ấy hiểu cái gu đó luôn đúng không? Tại vì em của em thì lên làm với em được 2 năm rồi ở thành phố Đồng Xoài. Thì cái tính cách của công việc đó thì ban đêm thì bọn anh làm nhà hàng thì hay về quản công việc và về trễ, thì cũng nên là vì lý do đó là anh nghĩ là nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là tìm kiếm bạn gái. Cái chính là bọn anh thì phải làm đến 10 11 giờ đêm mới về đến nhà. Thì hy vọng là sau này thì em mình có lập gia đình thì cũng phải thay đổi cái thời gian để dành thời gian nhiều gia đình hơn, và lúc đó thì đương nhiên phải tuyển quản lý để thay thế mình cái công việc đó. Thì anh nhìn cô bé gái bên này thì rất là ok. Mong các em thì cũng tạo cái cơ hội cho nhau. Mình đến đây rồi thì nếu mà tiến xa hơn nữa thì cũng là tốt. Cảm ơn anh. Anh gái đi với ai? Em đi với ba em ạ. À, có ba hả? Rồi, chào đại diện nhà gái. Dạ. Dạ chú cứ ngồi xuống đi luôn. Cứ ngồi ra. Dạ chú cứ ngồi xuống, chú cầm micro nói cho nó to ạ. Hả, cứ ngồi đi. Thì tôi là ba của cháu Bù Lan. Thì hồi nào tới giờ thì cháu sống với cha mẹ. Thì sau khi mà học ra trường xong thì cháu vào làm cái môi trường nó là nữ là nhiều, nam nó là ít. Cho nên là cái giao tiếp đối với nam thì nó rất là hạn chế. Từ chỗ đó nó suy ra là cháu nó rất là nhút nhát. Đó, là cái đúng đó là cái khuyết điểm đó. Thế còn về cái ưu điểm của cháu thì cần cù, có cái đầu óc cầu tiến. Đó, thì còn bạn trai bên này thì rất là chất phác, hiền. Thì cá nhân tôi đồng ý. Dù sao cũng đã để các cháu nó cũng ba mấy rồi thì nên tạo cái điều kiện cho nhau, thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là con cái nó yên bề gia thất đó. Đó thì đó là cái mong muốn của cha mẹ. Thì hôm nay là đến chương trình thì là cũng mong hai cháu tạo cái điều kiện tìm hiểu nhau thì được hòa đồng thì tiến tới đó. À, thì một lần nữa là xin cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh các chị trong khán phòng. Dạ, xin hết. Cảm ơn chú, cảm ơn đại diện nhà gái. Rồi, tất cả mọi người bây giờ mình chỉ giao lưu qua cái hàng rào tình yêu này thôi. Chúng ta nghe góp ý của người thân rồi ha. Bây giờ ta trực tiếp gặp mặt, nói chuyện nhau sau đưa ra quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi Phát. Những cái thông điệp trong cái món quà này em có thể hiểu được và đồng cảm với anh thì cái ý nghĩa của món quà này để gắn liền với cuộc sống. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cũng muốn món quà tặng anh chờ một xíu nha. Dạ em tặng cho anh ạ. Em thì thích trồng cây, em thích thiên nhiên, em mong mà anh cũng có thể thích giống em. Cảm ơn, dạ. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống vào ghế của mình nào, ngồi đối diện nhau nào. Các bạn cứ đối diện với nhau để cùng trao đổi với nhau cho dễ đó. Nhà gái nói to tí nha cưng. Dạ. Cảm xúc ban đầu khi gặp nhau như thế nào, ba mươi mấy năm mình mới gặp lần đầu tiên đó. Anh ưu tiên cho em mà phụ nữ em có thể là bày tỏ về cảm xúc của mình trước. Em cũng không biết, thôi em thì hơi ít nói, cho nên là khi em ý là khi em diễn đạt á em sẽ hơi lẩm cẩm,
em không khéo cho lắm, nên tính em lại thích cái người cha nó thẳng với mình, ý nó là nó rõ ý á. Em mong cuộc sống sắp tới của mình nó sẽ ổn thỏa hơn. Em thích môi trường bên trong nhà, ý nó là em có ít ra đường. Lần đầu tiên khi em gặp anh thì cái cảm nhận về cái cách nhìn của em về anh như thế nào? Em nghĩ em thấy anh ưa nhìn. Tính là em cũng thích một người đàn ông điềm đạm. Ước quá xuống cho gia đình, tại thật sự tính em cũng hơi phụng. Cảm ơn em. Em có thể cho anh hỏi một chút xíu là trong gia đình thì em có biết nấu ăn không? Nếu chỉ là nấu ăn gia đình thì em biết ạ. Em thì quá là tuyệt vời. Thật sự thì anh cũng là một người rất là đam mê về lĩnh vực ăn uống, và anh cũng rất là thích nấu ăn. Và anh cũng hy vọng là ví dụ như sau này có được những cái điều kiện, anh sẽ là người để nấu được những món ăn ngon đó để cho em và gia đình cùng thưởng thức. Dạ, em cảm ơn, em rất là mong chờ.